Rồi, xin chào các bác nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục có một sản phẩm nữa, xin giới thiệu với các bác và xin giới thiệu với các bạn. Các bác và các bạn nhìn trên màn hình thì cũng đã đoán được đây là vị gì rồi đúng không? Rồi, tôi sẽ không nói ngay, nhưng mà đây, các bác nhìn thì các biết rồi. Đấy. Rồi, đây, các bác nhé. Đây, các bạn. Đấy, mật nhân nhé. Rồi. Đây chính là cái cây mật nhân hay còn gọi là cây bá bệnh. Đấy. Miền Bắc thì gọi là cây bách bệnh hay là còn miền Nam thì gọi là cây bá bệnh. Và tên nữa thì một số người còn gọi nó là hậu phát. Một số người thì gọi nó là cây mật nhân. Tên chung mọi người hay gọi là cây mật nhân, cây bá bệnh, cây bách bệnh. Mấy tên như vậy. Vậy thì tên nào chính xác nhất? Tên cây bách bệnh, bá bệnh đều đúng. Vì cây này nó dùng để chữa được nhiều bệnh. Đúng như tên gọi nó. Ví dụ như cái này có thể dùng để chữa về bệnh đường ruột được này. Dùng chữa về xương khớp được này. Rồi. Đấy thì đấy là cái tác dụng chính của cái cây này. Nhiều nơi thì còn phân ra là cái tác dụng của quả này, thân này, vỏ này, rồi tác dụng của rễ. Ví dụ như một số nơi thì quan niệm là rễ thì có tác dụng giải độc, vỏ thì có mấy quả thì có cái tác dụng chữa về bệnh đường ruột, rồi thân thì có tác dụng chữa bệnh đau lưng. Đấy là những cái tác dụng của cái sơ bộ của cái cây bá bệnh, cây như mật nhân này. Thì theo tôi thì gọi là cây mật nhân thì nó cũng đúng, vì có một số người nói là đắng như mật nhân. Thì cái này các bạn này, các bạn nếm, chỉ cần các bạn phân biệt bằng cách là các bạn làm miếng nhỏ nhỏ này thôi nhé. Đấy, miếng nhỏ thôi, các bạn nếm đã thấy có vị đắng, đắng ở trên lưỡi, vị đắng là rất lâu nhé, không phải là đắng một lúc nó hết đâu. Thì nó có, thế nên là có cái câu đắng như mật nhân thì chính là nó rất là đắng. Cái này thì thông thường thì một số người hay dùng để sắc nước uống hay là ngâm rượu. Ngoài những cái tác dụng mà tôi nói ở trên ra thì nó còn có cái tác dụng tăng cường sinh lý, cải thiện sinh lý rất là tốt. Đây là một trong những cái tác dụng mà trong các sách vở không được nói đến, nhưng qua thực nghiệm thì mọi người nhận thấy rằng cái cây mật nhân này nó có cái tác dụng về sinh lý rất tốt. Vì vậy nhiều người dùng cái cây mật nhân để ngâm rượu uống để cải thiện về sinh lý. Cũng có một số người thì dùng cái cây mật nhân này để ra vào các cái bài thuốc gia truyền để chữa cái bệnh về yếu sinh lý, di tinh, nhiệt dương. Đó. Còn chúng tôi thì cũng có sản phẩm cái cây mật nhân này. Một là chúng tôi sẽ bán riêng cái cây mật nhân này cho các bạn nhé. Các bạn muốn mua cây mật nhân thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 65. Có hai dạng, là một dạng là còn nguyên cổ, cái loại đấy thì các bạn đặt hàng, và cái loại thứ hai là loại thái miếng này thì cái các bạn truyền cho địa chỉ, chúng tôi đã gửi cục bưu điện đến tận nơi cho các bạn. Giá thành thì các bạn xem trên website nhé, hahuythoai.com. Tôi sẽ để đường link ở phía dưới cái video này để các bạn xem cái chi tiết về cái giá. Trong cái video thì chúng tôi không cập nhật giá vì video tồn tại rất là lâu, còn cái giá thì mỗi thời điểm một khác, không thể cập nhật cái giá trên video được cho các bạn được. Về một số cái tác dụng thì chúng tôi chỉ biết sơ bộ như thế thôi. Một là nó có tác dụng chữa về bệnh đường ruột này, hai là tác dụng chữa về bệnh đau lưng này, ba là tác dụng giải độc này, và đặc điểm chính là cái tác dụng là chữa về sinh lý yếu, yếu sinh lý cả nam và nữ nhá. Về cách sử dụng ấy thì có nhiều cách sử dụng, nhưng mà chúng tôi chỉ đưa ra hai cách các bạn sử dụng thôi. Một là các bạn dùng cái miếng này, các bạn là đun nước uống hàng ngày nhá, thì nó rất là đắng, nên tùy theo các bạn chỉ cần cho bằng này thôi, với khoảng độ 1 lít nước là các bạn đun nó thấy đắng rồi. Đấy. Hai là các bạn ngâm rượu nhé. Ngâm rượu thì với tỷ lệ là như sau. Ở khoảng độ 500 g này các bạn ngâm từ 3 đến 5 lít rượu nhé. Đó. Một túi này. Một túi này là 500 g đấy. Thì các bạn ngâm từ 3 đến 5 lít nhé. À, thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn về cải thiện về đau lưng này, đau đầu gối này, rồi cải thiện về yếu sinh lý này, thì dùng cái rễ cây mật nhân này. Nhưng tôi nói trước là cái rễ này nó hơi đắng.
Hai nữa là qua đây thì chúng tôi dùng cái cây mật nhân này dùng để kết hợp trong một bộ thuốc hay trong một bài thuốc ngâm rượu, gồm từ 5 vị đến 12 vị. Thì vị mật nhân này là một trong những vị được gia thêm trong các cái bài thuốc để tăng cường sinh lý và chữa đau lưng. Tuy nhiên là nó cái vị này ra vào thì nó sẽ đắng. Đấy. Nhiều người không uống được đắng ấy, thì cách khắc phục là cho mật ong hoặc là cho đường vào nhá. Rồi thì video chúng tôi giới thiệu sơ bộ về cây mật nhân là như vậy. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng cái mật nhân này thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác nhé, 0932 340 345. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong mỏi các bác nào biết thêm về tác dụng của cây mật nhân nên thì các bác cũng cho chúng tôi, thì chúng tôi thông báo cho mọi người để mọi người được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau nhé.